pháp luật. Luật pháp Việt Nam không buông tha cho bất cứ một cái gì hết. Người ta bảo lưới trời lồng lộng, tuy thưa khó lọt. Chưa có một thằng giang hồ hay là một ông số má hay là một đại ca nào mà tồn tại nếu không biết quay đầu, không biết rửa tay gác kiếm, không biết quay đầu thì cuộc đời sẽ lại bị bế đi. Mà bế đi là chỉ đi xa thôi. Và có những người đã phải trả giá bằng cả mạng sống của mình rồi. Đó là sự ngạo mạn coi thường đó. Tù bây giờ không ai đánh không? Nói vậy là không chuẩn. Tù vẫn có đánh. Anh đánh ở cái tốc độ nào? Tốc độ 1-2-3 hay là tốc độ 4-5-6? Luật thì tùy trại. Có những trại nội quy quy chế cũng như là thiết bị camera đặt ở trong các buồng giam được quản thúc các anh em phạm nhân ở trong trại thì cái chuyện luật lá họ sẽ bị giảm bớt đi. Chứ còn luật thì bây giờ là các trại vẫn có luật bình thường. Nhưng mà luật ngày xưa luật mới là sự tàn bạo, đó là họ bắt quỳ xuống, họ giáo dục tầm 15-20 phút. Họ lệnh để cho anh em lính mới phải chấp hành. Nhưng là tù bây giờ thì nó bình rồi. Tù bây giờ thì nó bình như là vẫn cứ bị thông tai bia lỗ 10 là bình thường. Anh em hiểu chưa? Đó, không tránh được. Không thể tránh được cái vấn đề đó. Đó, chẳng qua là ít hay nhiều thôi, luật kiểu gì thôi. Chứ còn tù mà xã hội còn không công bằng thì đừng nói nhà tù. Nhà tù toàn thân phần bất hảo, đầu biêu chắn khỉ vào trại. Thế á, ông nào ông thích là ông tướng thì ai là dân? Ai là nhân dân? Ai là nhân dân tệ? Đúng không anh em? Đó, nên là ngoan vào chấp hành thì tù bây giờ nhá. Tù bây giờ ấy, ngoan chấp hành thì anh em người ta bỏ qua không luật. Còn vào thích kiểu thể hiện ngang ngang gì á, đầu biêu chắn khỉ. Vào lại cởi ra dọa ma dọa khỉ ba cái hình xăm là khổ là mệt đấy. Là mệt luôn. Là mệt luôn anh em nhá. Mình đang livestream nói chuyện mọi người thì anh em thông cảm nhá. Gửi yêu cầu lên là mình không bế lên đâu nhá. Khi nào mình nói chuyện với anh em thì mình tôn trọng mọi người đang xem live. Người ta nói chuyện với đang nói chuyện với mình thì mình không bế anh em nào lên cả. Anh em thông cảm cho Tây Điên. Không phải là vì Tây Điên thế nọ kia đâu, như là cái lúc mà anh em lên nói chuyện với nhau là khác. Còn lúc này Tây Điên đang nói chuyện với mọi người, với những người anh em, bạn bè, các cháu mình phải tôn trọng người ta. Thế tự nhiên mình cứ lên mình lại nghe những cái chuyện của anh em mình nó buồn cười. Không, tế thì không có đại ca để cốc gì. Tế chỉ là thằng bán nước thôi. Cốc ca nhà Tây Điên nhiều lắm. Cốc chè nhiều lắm. Chào Nguyễn Trương nhé. Ok mỡ nhé. Chúc em buổi chiều vẻ. Nhà tù có công ăn như chưa hiểu thì công ăn là như nào. Chào anh Hùng nhé. Anh Kiên Kiểu được không anh? Anh Kiên Kiểu á, Kiên Kiểu cũng được, anh Kiên Kiểu được. Ngày xưa thôi. Bùi Cường, em chào anh chào Bùi Cường nhé. Chào Lâm Khang Ta. Muốn một thời gian có một giai đoạn ai cũng có một cái lúc huy hoàng, ai cũng có một cái lúc khi mà bước chân ra xã hội mà ai cũng có cái lúc huy hoàng của nó. Nhưng là nó cũng chỉ là một thời gian nhất thời thôi. Người ta bảo sống trước thì là sống sau, đúng không? Sống sau đời sống trước, đúng không anh em? Che già mong mọc. Bây giờ các anh, các chị, các chú chẳng hạn lứa tuổi như Tế Điên thôi, bây giờ gọi là từ bộ đội già rồi. Thì tôi tốt nhất là ngoan thôi.